khai thác vượt độ sâu, vượt mốc giới được cấp phép, dùng tàu hút để khai thác cát, vận chuyển cát ra ngoài tỉnh vào ban đêm. Đó là hàng loạt dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông Đà Răng thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Trung Tây Nguyên. Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Trung Tây Nguyên, Công ty Trung Tây Nguyên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 22 ngày 9 tháng 6 năm 2016 nêu rõ, cho phép Công ty Trung Tây Nguyên khai thác vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát sông Đà Răng, thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên với diện tích là 7 ha. Mức sâu khai thác từ bề mặt địa hình hiện tại đến cao trình là 0 m. Thế nhưng theo phản ánh, từ nhiều năm nay, Công ty Trung Tây Nguyên đã dùng nhiều tàu hút để thực hiện việc khai thác cát tại đây. Không chỉ dùng tàu hút mà Công ty Trung Tây Nguyên còn vươn vòi bạch tuộc ra khỏi mốc giới để khai thác cát có dấu hiệu vi phạm pháp luật luật khoáng sản. Chưa hết, theo ghi nhận thực tế tại công trường khai thác cát của Công ty Trung Tây Nguyên thì các công nhân lao động tại đây cũng không được trang bị đảm bảo an toàn lao động theo đúng như quy định tại Bộ Luật Lao Động. Một số tàu hút cát không có số hiệu, có hiện tượng xuống cấp trong quá trình hoạt động khai thác, làm tràn dầu máy xuống sông gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, theo quy định tại Nghị định 158 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều luật của luật khoáng sản, thì tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản trừ hộ kinh doanh phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác, lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan. Nhưng theo ghi nhận nhiều ngày tại mỏ cát này, các xe vận chuyển cát thì cứ vô tư ra vào suốt ngày đêm.